Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Ga đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft Wonderforce siêu kinh dị tập tiếp theo. Nãy giờ có một cái âm thanh gì đó phát ra từ cái cổng địa ngục mọi người ạ. Không biết là mọi người có nghe rõ hay không. Mình không biết là từ đâu. Mình nghĩ là do cái cổng này. What? Ghê quá à. À đúng rồi, tập trước á thì có bạn bảo với mình á là mình nên trồng cây ở ngoài. Nếu mà mình trồng cây ở bên trong á thì con Godman nó sẽ xuất hiện ở dưới cái cây. Thì mấy con Godman nó hay xuất hiện dưới cái cây lắm. Ồ bây giờ mình mới biết, thank you bạn nha. Hèn gì mấy con Godman nó cứ xuất hiện ở trong này. Thì tập hôm nay chúng ta sẽ có hai mục tiêu ha. Mục tiêu đầu tiên đó chính là cố gắng xây cái máy farm mob. Và mục tiêu thứ hai đó chính là đi đào sắt để làm thêm phụ kiện cho súng AK cũng như là chế tạo thêm đạn ha. Rồi đó là mục tiêu của ngày hôm nay. Mấy cái cây này á thì mình sẽ đem ra ngoài mình trồng. Còn về cái tường thành á thì mình thấy ok rồi nha. Mình nghĩ như vậy là nó không có chui vô được đâu. Rồi mình sẽ qua bên đây mình đào đá ha. Mình đào cái chỗ này rộng ra luôn. Mình cần nhiều đá một tí, chứ nhiều đầy đá là không đủ để xài đâu. Ui phải. Ồ oh. Mình đào qua hướng này đi. Ừ, trời sắp tối rồi. Mình trở về thôi mọi người ơi. Ý, con hươu kia nhìn ghê. Vãi cả trường. Trời ơi ghê quá. Cút đi. Đang nói về con hươu kia mà. Tự nhiên nó xuất hiện con Godman với con Cartoon. Mình chỉ còn một cục sắt à. Mình cần thêm một cái xô nữa mọi người ơi. Mình cần hai cái xô để múc hai xô nước. Chết rồi, thiếu sắt mất tiêu. Đêm nay nó không cho mình ngủ mọi người ạ. À. Nhìn nó này. Nó muốn tấn công mình kìa. Hello. Ý, cắn được luôn. Ảo vậy. Gì vậy trời. Tao với mày là bạn thân từ đầu game tới giờ mà. Đêm nay là nó không cho mình ngủ. Đây nè, mình ngủ thử nha. Đấy, có quái vật ở gần đây. Gớm nha. À đúng rồi, nhiều bạn bảo với mình á là nên dùng thuyền nhốt con Goblin lại. Mà mình nói rồi là con Goblin nó cũng như là dân làng thương nhân vậy á. Bây giờ mình có đặt tên, lấy dây trói nó lại hay là nhốt nó ở trên thuyền á thì nó cũng biến mất bình thường à. Mình có nói với các bạn ở series Farm the Fossil Phẳng rồi. Thì mình cũng có thử dùng mấy cách như là sợi dây, thuyền hay là đặt tên á. Nó cũng biến mất à. Đêm nay nó không cho mình ngủ thì mình đi mai. Làm gì cần. Bây giờ mình sẽ dùng thuyền mình nhốt nó lại nha. Lên anh ơi. Ok, nó lên rồi. Mình cũng mắc hết nữa. Nó cũng mắc hết nữa. Ghê quá à. Như vậy á thì mình chỉ làm cho nó không di chuyển được thôi. Chứ nó vẫn biến mất nha. Con Reaper này dĩ dài quá. Chúng sinh bình đẳng. Bây giờ là đi đào sắt nha mọi người. Nãy giờ mai được có vài cục sắt à. Mình không dám qua bên đây. Mình tính là qua bên đây mai thêm vài cục sắt ấy. Mà thôi, có một ít đổi một ít ha. Toàn là quái vật không à. Mình không dám qua đó. Ê, nó hết cho mình đổi rồi. Mình đổi được có 5 cục à. Tối đa rồi mọi người ơi. Tại sao lại cần hai cái xô? Thì hai cái mình mới làm được nước vô hạn. Chứ một cái làm sao làm được nước vô hạn ha. Mình sẽ đem theo mấy cái lóc linh tinh. Ok, đem theo bờ lóc này là được rồi. Mình không biết là xây máy farm up ở đây nó có hoạt động hay không. Mình tính là làm vài cái hopper nữa. Nhưng mà không có đủ sắt thì làm sao làm được đúng không. Bây giờ đi mai cũng hơi khó khăn. Mà đổi con goblin thì đổi không được nữa. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống nước nha. Chỗ này nè. Mình thấy chỗ này là hợp lý để xây luôn á. Ờ có sắt nè. Ờ ha. Tại sao mình không đi mai dưới nước. Dưới nước mình thấy cũng ok á. Có vài con cá tấn công mình à. Mà mấy con cá này cũng đâu có mạnh. Rồi mình sẽ đặt cao lên phía trên nha. Tới tầng 163. Có nghĩa là đặt cao lên 100 lóc. Cút ra. Bây giờ mình sẽ chế tạo đá hoa cương. Rồi sau đó mình đặt qua hướng này 7 lóc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đặt ra 4 lóc. Như vậy ha.
chính xác là như vậy. Rồi, chỗ này á, thì mình sẽ đặt cao lên. Mình xây thập cẩm được không ta? Chắc là không sao đâu. Mình đặt cao lên phía trên 22 lóc. Ok, xong rồi. Mình nghe tiếng bước chân của con quỷ đầu loa mà không biết nó ở đâu. Mình nghĩ là ở dưới khu rừng này nè. Mình thấy nhiều cây bị vỡ lắm. Rồi, bây giờ là mình sẽ lắp lóc vào nha. Và sau đó mình đặt ra hướng này 7 lóc. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mấy góc khác thì cũng đặt như vậy luôn ha. Xong rồi thì mình sẽ lắp vào như vậy. Mà hình như mình quên một thứ mọi người ơi. Mình quên đem theo xô nước. Dù sao thì mình cũng làm thang leo để leo lên phía trên farm mà đúng không? Nên là không sao hết. Đây, mình sẽ chế tạo thành ván gỗ hết luôn. Rồi sau đó là chế tạo gậy. Và tiếp theo là chế tạo thang. Đấy, 64 cái. Mà 64 cái là không đủ đâu. Chế tạo thêm một ít nữa này. Ý, lại là mày. Hình như là trời sắp tối rồi. Mình có nên đem theo giường lên trên đó ngủ không? Ý, làm gì qua đây được. Tuổi luôn. Ở đây có cái cây này. Đấy, nó vô không được đâu. Mình chỉ sợ những con quái vật ở phía trong nó tấn công mình thôi. Ở ngoài là không vô được. An toàn tuyệt đối rồi. Ý, con gì đó? À, chỉ là cái con hay hù mình thôi. Đi ra. Ủa, mình cứ tưởng đánh một phát là nó biến mất chứ. Mày tới công chuyện của tao rồi con. Yeah, đuổi luôn. Mình sợ quá à. Mình quên đem theo cái giường lên trên này rồi. Ê, đừng có xuất hiện nha. Bây giờ mà nó xuất hiện nó đẩy mình rơi xuống là toang luôn á. Mình nghe có tiếng thở cái bên mà không biết đó là con gì. Ui vai à. Hay là mình về nhà ngủ mọi người ơi. Kiểu này sao sai đây. Chắc là nó không thấy mình đâu ha. Không nhìn nó. Ok ok được rồi. Vãi à, bên trong cũng có nữa. Nó đi chưa? Ui ui ui. Leo lên leo lên. Con này là con gì vậy? Lạ rồi nha. Ui chết rồi. Con này yếu vậy. Yếu như sên vậy á. Vô nhà ngủ. Rồi tiếp tục say ha. Ui. Ê. Ờ nó không thấy mình. Đừng có phá ruộng của tao nha, năn nỉ mày luôn. Ừ, cứ rong chơi thoải mái. Tao tạo ra cái xăng cho tụi mày chơi mà. Chơi thoải mái hả? Ban đêm là nó vậy á. Nhiều quái vật lắm. Quan trọng là nó có cho mình ngủ hay không đây nè. Đấy. Cái gì vậy? Ê, có khi nào? Ui, ui. Một lần thôi con trai. Không có lần thứ hai đâu. Dám đẩy mình rơi xuống. Hình như là mình mới vừa thấy con gì đó khá là kỳ lạ ở đây này. Ơi, nó biến mất rồi. Con đó có 90 máu à. Mình bắn vài phát là nó chết. Cũng dễ ha. Đúng là từ khi có súng là mình đỡ sợ hẳn. Ủa à, bị lắc luôn rồi.
mình không bị mất máu nha. Ê, ông già Noel xuất hiện ở đây luôn. À, ông không leo lóc được. Làm gì nhau nào. Trời sắp sáng rồi, mình nghĩ là mình nên lên phía trên để tiếp tục xây cái máy farm. Tiếp theo là mình sẽ lắp phẳng cái chỗ này lại luôn. Đây nha, góc nào cũng lắp lại hết luôn nha. Ok, xong rồi. Bây giờ là mình sẽ đặt lóc ra để làm cái chỗ nước vô hạn. Ồ, gì vậy? Tôi chuẩn bị đặt lóc mà không thấy được cái gì luôn. Ồ, một xíu nữa là nó bay qua rồi. Đang say mà có đám mây bay qua mắc cười kìa. Rồi, mình sẽ đổ nước vô để làm nước vô hạn. Và sau đó mình đổ vào phía này. Đấy, cho nước nó trôi tới đây ha. Chắc chắn là sẽ có bạn bảo là anh ơi sao anh không tắt mây để dễ xay đúng không? Có tắt thì mây này nó cũng vậy à mọi người à. Mây này là mây shader. Có tắt gì vậy, đang nói mà hết hồn ba. Có tắt thì nó cũng vẫn còn nha. Đấy, chỉ có cái mây bình thường trong Minecraft á, mình tắt đi mới được thôi. Còn cái mây này là mây shader, nó sẽ khác. Ok, mình thiếu cửa sập rồi. Mình sẽ xuống dưới lấy cửa sập. Mình không biết là nó ở đâu mà nó hù được mình nữa. Trời mới sáng mà. Gì vậy? Ui, Batman. Mới chế tạo vài cái cửa sập xong thì trời nó mưa rồi, nó tối luôn. À, mình vẫn còn nhiều thuốc súng nè. Mình chỉ thiếu lưu hình thôi. Không sao, còn một phanh đạn là đủ bắn rồi. Mình đi ngủ đi. Đấy. Ê, ngủ được rồi này. Dạ, cuối cùng cũng ngủ được. Dạ, trời sáng rồi. Hello. Ê, anh ơi, sao không có tiếng động gì vậy? Bây giờ chúng ta sẽ lắp đá cuội lên nha. Lắp cao lên 3 lóc. À, mình thấy con quỷ đầu lo rồi. Kìa kìa mọi người, nó bị kẹt ở trong rừng nha. Hay là cái chỗ nó xuất hiện mình cũng chả biết nữa. Mình thấy nó hay xuất hiện ở trong rừng lắm. Tiếng mèo. Đấy, các bạn có nghe không? Ê, có thể là con quỷ đầu lo nó phát ra tiếng mèo để dụ mình á. Ghê ha, tiếng gì nó cũng phát ra được. Rồi, tiếp theo á là mình sẽ lắp đá vào trong. Lắp lại hết luôn là xong rồi. Và ở phía trên á thì mình đặt thêm một lớp phiến lên nữa. Ok, đã xong rồi. Ở phía trên là không cần phải cắm đuốc nha. Như vậy là quái vật nó không có xuất hiện được đâu. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống phía dưới luôn nha. Gì đây? À, thịt của cái con hươu hay sao á. Đấy, mình ăn bình thường này. Ăn bình thường luôn nha. Thịt của cái con hươu mà nó hay xuất hiện nó chạy á mọi người. Mình làm bị sai hả ta? Hay là do mình làm chỗ này á, tụi quái vật nó xuất hiện. Mình thấy là chỉ có con thây ma này xuất hiện thôi á. Đây nè, ui có cà rốt luôn. Có đúng con thây ma này luôn á. Đứng ở trên đây cũng an toàn lắm mọi người ạ. Ở trên cao mà. Và cái chỗ này mình nên đặt phiến vào. Ê, có Reaper rồi này. Đây nha, mình có thể đứng đây farm. Đấy, như vậy là nó không có tấn công được mình ha. Có Reaper rồi. Dạ, yeah, được 4 thuốc súng luôn. Quá tuyệt vời. Ê, vãi, nó rơi xuống nó nổ luôn. Bay mất cái rương. Bây giờ phải sửa lại nữa chứ. Gì đâu. Con đó ở dưới mà nó cũng ảnh hưởng lên tới đây luôn. Cái con đen đen á, mọi người thấy ở phía trên nó sáng không? Mình nghĩ là do ánh sáng ở phía trên á, cho nên là quái vật nó không có xuất hiện được. Một phần là mình nghĩ là do quái vật ở trong thế giới này nó bị ảnh hưởng bởi cái mod gì đó, nó ít xuất hiện hơn bình thường. Các bạn cũng thấy hồi nãy có vài con Reaper cũng như là zombie xuất hiện đúng không? Mình farm thì cũng được một ít thuốc súng. Ê, Man from the Fort ba đầu.
nó đang chờ mình ở phía dưới cho ít. Con đen đen, mình có súng mà, sợ cái gì? Hai con. Ê, ở trên này mà cũng không tha cho mình nữa. Ê, nhiều vậy. Chắc là không sao đâu ha. Mình có súng mà, con này bắn vài cái là nó chết à. Gì vậy? Sao cầm cái kiếm dài thường thường vậy? Đợi 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 đợi, rút súng ra. Nó dịch chuyển mình á. Ui, nó cười ghê vãi. Ui vãi, nó làm vỡ lóc luôn này. Rồi xong mình luôn. Vậy mà nó cũng cắn được. Chịu rồi. Ê, không cho mình ngủ luôn. Cay thế nhờ. Ui, nó đợi mình ở ngoài kìa. Không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình. Vậy chạy vô nhà, ai ngờ là gặp cái con cartoon. Con này em lỡ được không? Thấy gai quá. Ê, trâu vậy, trâu nha. Ê, trâu vậy, hết đạn rồi. Ê, chết mà la to dữ anh. Nó có rơi á? À? Ơi, nó chả rơi ra cái gì cả. Vô nhà, vô nhà. Không ổn rồi. À, cuối cùng cũng ngủ được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ đi đào cát để làm thêm đạn cho KK ha. KK hết đạn mất tiêu rồi. Đây nha, rất nhiều cát. Mình sẽ tạo thành cát kết này. Sau đó là chế tạo cái kết được cắt. Và chúng ta nung lên thôi. Ừ, nhưng mà hình như là hết than mất tiêu rồi. Như bạn bảo với mình á, là vô trong địa ngục múc lava đi anh. Ờ he, tại sao mình không vô địa ngục để múc lava và làm nhiên liệu nung cho nó đã. Bây giờ là cứ nung cái chỗ lưu hình này lên trước đã. Rồi chế tạo một ít đạn ha. Lấy thuốc súng ra này. Lấy thêm đồng nữa. Rồi mình sẽ chế tạo đạn cho AK ha. Đấy, phải nhiều đạn như vậy nè, mình mới đỡ sợ. Ok hơn rồi mọi người ơi, nhiều đạn lắm. Vẫn còn nhiều thuốc súng lắm nha, mình vẫn có thể chế tạo thêm nhiều đạn. Con Goblin vẫn còn ở đây luôn. Ủa sao lâu vậy? Mình nhớ là nó biến mất mà. Mà bây giờ có đào sắt thì cũng không đổi với nó được. Đây, mình kiểm tra cho mọi người xem nè. Đấy, nó có cho đổi nữa đâu. Nó chỉ đổi thuốc súng này. Với lại là cái gì nữa ta? Ui ngon vậy. Ép chậm hỏng 3 lên được chậm hỏng 4 luôn. Có vụ này luôn hả? Rồi chúng ta có thể đổi phôi đồng nè. Với lại là táo ra ngọc lục bảo. Thịt thối ra than. Ê, hình như là mình có một ít thịt thối trong rương á. Mà thôi đi, bây giờ là mình cần sắt. Chúng ta đi đào sắt thôi mọi người ạ. Con Alex nó biến mất rồi. Gì đó, gì đó. Bình tĩnh mấy anh ơi. Ê, Goblin mới. Goblin mới. Wow. Ồ, có vụ này luôn hả? Bây giờ là mình không. Con gì kia? Mình không có đem theo gỗ, mình không có làm được chiếc thuyền mới. Mà thôi, lấy chiếc thuyền cũ này nhốt con kia lại cũng được. Con này là Goblin cũ nha. Còn cái gì vậy? Bố láo. Đây là Goblin mới này. Cho nó lên thuyền. Rồi sau đó mình chở nó tới kia. Có một cái hang ở phía trên nữa mọi người ơi. Ê, con gì đó. Ê, ê. Rồi ông già Noel. Cay thế nhờ. À, yếu xìu à. Có vài chục máu à. Ê, có vài chục máu mà mình cũng sợ nữa.
để mình ăn hồi sức cái đã. Quái, làm giật cả mình luôn à. Không sao, có súng là làm được tất cả mọi người ơi. Đấy, bình thường, không có gì phải sợ cả. Né con Resin ra là được. Sao đi theo tao hồi vậy? Tao có gì trao đổi với mày à? À vàng. Đi. Ấy nó đánh mình luôn à. Trao đổi vàng nè. 500 máu. Vãi cả trưởng. Bắn con này phí đạn lắm. Ờ, phí đạn thật. Mình thấy là bắn con Resin này phí đạn cực kỳ luôn á. 500 máu luôn. Thêm một con khác nữa. Mình chịu rồi mọi người ơi. Con này nó trâu quá. Nếu mà muốn bắn tụi này liên tục á, thì mình cần phải chế tạo thêm nhiều đạn hơn nữa. Mình đánh con Goblin cho nên con Goblin nó tăng giá lên mọi người ạ. Vãi, nãy đánh nhầm. Chứ ai muốn đánh nó đâu. Lần sau chắc là chế tạo súng minigun hay là súng MG để sấy tụi này. Chứ mà súng này 30 viên không ăn thua mọi người ơi. Sấy một hồi mình cài đạn á là nó có thể tấn công mình được ấy. Mới được có 12 cục sắt à. Mình muốn đi mai thêm. Rồi. Thôi tối nay về nhà mọi người ơi, không ổn rồi. Cái vụ đi mai mình để sau đi. Mình thấy không ổn rồi. Nó xuất hiện chữ đỏ rồi. Để mình xem nha, nên chế tạo cái gì. Đầu nòng tăng tiến. Ơ, đầu nòng tăng tiến được nè. Hai bột nhuộm đen và bột nhuộm xám nhạt. Mình cần thêm thỏi thép. Ui, trời ơi, con quỷ. Giật cả mình. Mình vẫn còn một ít sắt ở trong rương nè. Lát nữa mình đem xuống mình trao đổi ha. Bây giờ là chế tạo thêm thỏi thép. Chế tạo 5 thỏi thép ha. Rồi sau đó là lấy bột nhuộm xám ra. Cùng với lại là bột nhuộm đen. Hình như là mình có hoa hồng vi thờ. Mình bỏ đâu mất tiêu rồi. À đây, hoa hồng vi thờ này. Nhưng mà mới có một à. Mình cần thêm. Ngủ được. Như vậy cho nó lẹ. Hero Fly. Ui, phải bắn có mấy viên mà làm căng vậy anh. Ê, dưới theo luôn kìa. Đánh nó không được đâu. Nó bất tử mà. Hình như là nó phải đánh mình một cái. Đấy, nó đánh mình một cái nó mới biến mất. Bây giờ mình chế tạo bột nhuộm đen ha. Vậy con gì đây? Con này mới à nha. Không biết là bao nhiêu máu, để mình coi thử. Không xem được. À, nó biến mất rồi. Tự nhiên bắn hết phanh đạn. Thấy tốn đạn ghê. Rồi mình sẽ chế tạo cái nòng tiên tiến này nha. Đầu nòng tiên tiến. Rồi mình sẽ bỏ vào KAK. Đấy, bỏ được nè. Rồi mình thiếu một cái tay cầm nữa. Để mình xem thử nha. Tay cầm là cái này nè mọi người. Mình cần 17 thỏi thép. Bột nhuộm đen. Ê, tính ra cũng dễ ha. Cần thêm một ít sắt nữa là chế tạo được rồi. Ok, cái vụ tìm thêm sắt thì mình sẽ để trong tập sau nha. Và không biết là tập sau mình nên làm gì đây. Mình đã có mấy farm rồi. Mình nghĩ là tập sau mình sẽ đi mai. Đi mai để tìm kim cương. Làm full giáp kim cương luôn. Mọi người thấy ok không? Và mình sẽ enchant giáp kim cương. Rồi sau đó mình mới dám đi phiêu lưu mọi người ơi. Có giáp mạnh và có nhiều đạn rồi á, thì mình mới tự tin hẳn. Đấy. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye. Và hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.